Chương 988: Dấu vết dị ma. Trên đỉnh núi, nụ cười gương mặt Hoắc Nguyên dần đông cứng, sâu trong mắt hắn dường như trào dâng một cái luồng năng lượng đen tối. Hai người bọn Lê Lôi cạnh hắn, bàn tay trong ống tay áo cũng cong lại. Đầu ngón tay có ác khí bao phủ. Hà hà, dị ma, đó là thứ gì? Nụ cười trên gương mặt Hoắc Nguyên đông cứng vài giây rồi tan. Hắn nhìn Lâm Động lạnh lùng. Lâm Động nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên không chớp mắt, sâu trong mắt hắn có hắc quang và lôi quang, chỉ có điều hai người kia không nhận ra. Từ lần đầu khi thấy ba người bọn Hoắc Nguyên, Lâm Động đã không cảm giác thoải mái. Nhưng ban đầu tưởng đó là do thân phận bọn đệ tử Nguyên Môn chúng, nhưng lần này gặp lại cảm giác dường như mạnh hơn nhiều. Lần này hắn cảm thấy không đến từ bản thân chúng, mà là từ hai tổ phụ, cảm giác bài xích kháng cự thậm chí chán ghét. Mà trong trời đất, thứ khiến cho tổ phụ bài xích ngoại dị ma ra. Lâm Động không nghĩ ra có loài sinh vật nào khác. Hiển nhiên Lâm Động khá kinh ngạc vì kết quả này. Hắn không ngờ ba người Hoắc Nguyên có quan hệ với dị ma. Nhìn vẻ ngoài thì chúng đúng là con người, nhưng từ năng lượng phản hồi từ tổ phụ, điều này không thể ra. Câu trả lời duy nhất chính là trong người bọn Hoắc Nguyên có thứ gì đó cổ quái, hoặc nói chính là dị ma tiềm phục. Không thể không nói đám dị ma này tiềm phục vô cùng thành công. Nếu Lâm Động không có hai tổ phụ cùng phản cảm ứng thì có lẽ cũng không phát hiện được. Xem ra dị ma thực sự trà trộn vào thế giới con người. Lâm Động hít một hơi thật sâu, ánh mắt cháy rực nhìn ba người Hoắc Nguyên nói: nếu ngươi tưởng vì lời vô vị đó giúp ngươi thoát chết thì ngươi lầm to. Hoắc Nguyên cười lạnh: hôm nay bọn ta phải lấy cái mạng ngươi. Ồ, giết ngươi diệt khẩu sao? Lâm Động cười chỉ là nụ cười mang đầy sát ý. Có lẽ chúng thực sự liên hệ với dị ma. Vừa hay nếu giải quyết được bọn chúng có thể biết thông tin về dị ma. Lâm Động biết hắn giờ đây chưa thích hợp tiếp xúc với dị ma, nhưng là người có hai tổ phụ, có trách nhiệm không thể tránh. Dù tránh sớm muộn cũng tìm tới dị ma. Nếu vậy chi bằng có cơ hội ra tay chủ động. Lâm Động trước này không hề muốn ngồi chờ chết. Xung quanh Thiên Lôi Đảo, những người khác không hiểu về cuộc trò chuyện giữa hai bên. Ngay cả Liễu Hương Nguyên nhíu mày. Những người biết tới dị ma ngoài Lâm Động ra phần lớn là cường giả đỉnh cấp thế gian. Bọn Liễu Hương Nguyên không biết chỉ là chuyện thường. Lâm Động ca, bọn chúng rất cổ quái. Mộ Linh San vội nói. Lâm Động gật đầu khẽ nói: Linh San, muội đừng nhúng tay vào để ta đối phó bọn chúng. Mộ Linh San nghe vậy do dự một chút cũng gật đầu. Cô bé biết thực lực Lâm Động tăng tiến rất nhiều. Tuy ba người bọn Hoắc Nguyên lợi hại nhưng mà Lâm Động không vừa. Chỉ một mình ngươi muốn đối phó ba bọn ta sao? Lê Lôi nhìn Lâm Động trầm chập. Kết quả các người cũng giống nhau thôi. Lâm Động tay cầm Lôi Đế Quyền trượng chậm chậm bước về phía trước. Thanh quang đậm đặc nhanh chóng tràn sát từ cơ thể. Thấp thoáng nghe thấy tiếng long ngâm mang sức mạnh ngang ngược. Nếu hắn đã có khí phách tới vậy thì cho hắn tọa nguyện. Hoắc Nguyên cười chỉ là ánh mắt vô cùng nham hiểm. Hắn trước này luôn cẩn thận, giờ cũng biết thực lực Lâm Động tăng tiến. Tuy ba người cùng ra tay là hơi thiếu thể diện, nhưng từ đó chẳng là cái gì với Hoắc Nguyên. Hắn đã là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cái gọi là nguyên tắc với hắn chẳng có tác dụng. Cứ cố chấp quan niệm quyết chiến công bằng một chọi một, hắn coi là thực sự ngu xuẩn. Cũng được, tên Trần Linh có làn da ánh ngọc cũng gật đầu mỉm cười. Lâm Động nhau mắt nhìn ba bọn chúng, nguyên lực cơ thể bùng phát. Trong Liên Hoàn Cung, tinh thần lực nổi lên áo áo như cuồng phong. Hắn biết ba người Hoắc Nguyên chắc chắn đáng gờm hơn hai người lão già tóc áo xám kia. Hơn nữa, chẳng ai biết rốt cuộc trong hai người bọn chúng có thứ dị mà đẳng cấp gì. Bỗng Lâm Động nhau mắt, chỉ thấy ba kẻ đó bỗng nhiên biến mất cách quỷ dị. Lâm Động nhìn cảnh tượng quỷ dị đó, ánh mắt có chút lay động nhưng không hề hoảng loạn. Hắn chậm chậm nhắm mắt, tinh thần được lan tỏa từ cái tầng lưới vô hình cảm ứng rộng trong không gian. Cường giả xung quanh thế vậy mặt ngưng trọng, hiển nhiên bọn họ cảm nhận sự nguy hiểm. Kẻ địch ập nấp trong bóng tối mới là đáng sợ nhất. Không gian bị sự tĩnh lặng bao phủ, Lâm Động vẫn là cầm Lôi Đế Quyền trước hai mắt nhắm lại, nguyên lực dồi dào cuồn cuộn quanh người. Biến mất sao? Lâm Động lẩm bẩm. Hắn phát hiện tinh thần lực lan tỏa không hề phát hiện được tung tích của ba người bọn Hoắc Nguyên, dường như chúng tan thành mây khói giữa không trung. Tình hình lúc này có phần kỳ quái, nhưng tâm thần Lâm Động càng trầm lặng. Tiếng huyên náo xung quanh cũng bị cách ly, cả trời đất dường như chỉ còn hắn giữa không trung. Trong trạng thái này, Lâm Động tầm cảnh như biến thành tấm gương phản sáng chiếu mọi cảnh tượng trong trời đất. Trong sự phản xạ đó, ba đạo nhân ảnh gần như khói trắng cuối cùng xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng khi Lâm Động phát hiện thì chúng chỉ còn cách Lâm Động vài triệu. Lâm Động lập tức mở mắt, một con mắt của hắn màu đen, mắt còn lại ánh lôi quang vô cùng kỳ dị vun vút. Ba đạo hắc quang mạnh mẽ không lời nào xiết tả, chớp mắt xé tan không gian. Một luồng năng lượng mang theo sát thương cực kỳ mạnh mẽ đâm thẳng phía cổ họng, tim và lưng Lâm Động.
ba đòn công kích cực nhanh gần như khi xuất hiện tới, lầm động xuyên qua người hắn, rồi là những tiếng kinh hãi. Bị đánh trúng rồi. Một số người kêu lên, ai cũng nghĩ công kích ba người Hoắc Nguyên là không ai có thể phòng ngự được. Không đúng. Nhưng sau đó có tiếng vang lên vì họ phát hiện ra ba đạo hắc quang xuyên qua người Lâm Động lại không hề có máu bắn ra, mà thân hình Lâm Động cũng nhạt. Tàn ảnh. Ba tiếng kêu kinh ngạc vang lên, ba thân ảnh hiện ra, sắc mặt chúng vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ mục tiêu của chúng lại là một cái đạo tàn ảnh mà trước mắt chúng, để lại tàn ảnh thật không biết quý không hay, tốc độ đó kinh người thế nào. Cẩn thận. Hoắc Nguyên ánh mắt tối lại rồi lên tiếng hét lớn. Uinh uinh. Ngay lúc ấy trên không trung đột nhiên có tiếng sấm nổ, một cái bóng đen khổng lồ dần tiến lại, biến thành một cái cự địch, miệng địch giống như miệng con cự thú, nuốt gọn ba người Hoắc Nguyên vào trong. Bình Thịnh Phương Đỉnh hút ba người Lâm Động vào trong. Thân hình Lâm Động nhanh chóng hiện ra đầy quỷ mị. Sau lưng Lâm Động lúc này là đôi long rực, trong khi đôi cánh vỗ thì thời gian cũng trở nên biến dạng. Vương Diêm Sư Huynh, thù của tỷ tỷ huynh hôm nay ta báo. Lâm Động nhìn phần thiên đỉnh với ánh mắt lạnh như băng, thân hình khẽ động nhanh chóng chui vào bên trong. Hắn biết ba người bọn Hoắc Nguyên vô cùng đáng gờm, hơn nữa muốn giải quyết chúng chắc chắn phải dùng tới cả hai tổ phu rồi. Chương 989 trừ ma. Trong phần thiên đỉnh, ba nhân ảnh lơ lửng trên không, chúng lạnh lùng nhìn Lâm Động dần hiện ra trước, quan sát không gian xung quanh với ánh mắt coi thường không chút bất an. Không ngờ người còn có tứ thuật nguyên chi bảo tự có không gian. Hoắc Nguyên quét mắt một lượt cười lạnh, cũng là lời tốt để chôn xác ngươi. Trần Ninh cười, đôi mắt lạnh như dao cũng là quét tới Lâm Động. Đúng là ở đây thi triển bất cứ thủ đoạn nào người ngoài cũng không thấy. Lâm Động gật gù nói, vậy sao? Hoắc Nguyên cười, rồi hắn nhìn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng mang chút thích thú như là mèo vườn chuột. Không ngờ người biết được sự tồn tại của dị ma. Người nói vậy, có phải ta có thể xác nhận phán đoán của ta rồi? Lâm Động khẽ nói, lần này Hoắc Nguyên không hề phủ nhận, nở nụ cười chậm chậm giơ bàn tay ra, trên đó hắc khí bao phủ. Thứ hắc khí đó không phải là tử khí của cường giả tu huyền cảnh có được, mà mang theo sự lạnh lùng tá của dị ma. Quả nhiên, Lâm Động thở hắt ra một hơi, ánh mắt có phần tối lại. Các ngươi vào lôi giới cứu dị ma vương đúng không? Ngươi cũng biết không ít, mà là cho ngươi biết sao? Hoắc Nguyên nhếch mép cười. Vậy thì ngươi có thể cho bọn ta biết vị đại nhân đó rốt cuộc thế nào? Giới hỏa diệm tổ phù và lôi đỉnh tổ phù, vị đại nhân của các ngươi còn đường sống sao? Lâm Động cười khẩy. Ba người bọn Hoắc Nguyên đồng tử co nhỏ lại, ánh mắt lóe ra sự phẫn nộ và nham hiểm. Tuy đã đoán được kết quả, nhưng mà xác nhận được thì chắc chắn không khỏi lay động. Thủ đoạn hung hăng thật. Với thực lực ba bọn ta đúng là không thể làm gì Ma La, nhưng sớm muộn có người tìm hắn. Còn ngươi hôm nay để bọn ta giải quyết. Hắc Nguyên lạnh lùng. Lâm Động nhìn ba người bọn Nguyên môn đầy sát ý cũng cười. Nếu ba người đã có quan hệ với dị ma, vậy có phải Nguyên môn cũng có quan hệ với dị ma? Suy đoán này khiến cho Lâm Động căng thẳng. Nếu chỉ ba người bọn Hoắc Nguyên thì còn dễ, giết là xong. Nhưng nếu ngay cả siêu cấp tông phái như Nguyên môn cũng liên quan tới dị ma, xem ra sự việc trầm trọng. Thì hôm nay người chắc chắn phải chết, nhưng ta thấy có những việc người chết cũng không được biết thì tốt hơn. Hoắc Nguyên nói, tiểu tử, rào cái mạng ra đây. Dứt lời, ba người Hoắc Nguyên ánh mắt tối sầm, nguyên lực hùng hột như bão tố tỏa ra, tạo lên một cái luồng áp lực mạnh mẽ ập về Lâm Động. Trong địa bàn của ta không tới lượt ngươi ngâu nganh. Lâm Động cười, ánh mắt tràn sát ý. Ấn pháp biến hóa chỉ thấy trong phần thiên đỉnh, không gian bỗng nhiên biến dạng, ngay sau đó tám cánh cửa đỏ rực hiện ra. Quỳnh quỳnh. Nhiệt độ trong phần thiên đỉnh đột nhiên lên cao, thậm chí nguyên lực xung quanh cũng trở nên cuồng bạo. Phụt phụt, luồng nguyên lực ập về phía hắn khi còn cách 10 trượng thì biến thành khói trắng tan đi. Ra tay toàn lực giết hắn. Hoắc Nguyên nhíu mắt nhìn tám cánh cửa kia, nhận ra thứ khí tức nguy hiểm. Rồi hắn hô lên một tiếng, cả ba lập tức biến thành khói trắng bay tới. Ta đã nói rồi, đây là địa bàn của ta, các người biết điều một chút. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba kẻ bị kia biến mất, cười khẩy tay vung lên, chỉ thấy bầu trời tại ba cánh cửa đều là bắn ra hồng quang nhanh như chớp bắn về không gian trước mặt Lâm Động. Chỉ thấy chỗ không gian trống rỗng, ba thân ảnh hiện ra, nhưng mà thứ sức mạnh trong quầng sáng đánh bật ba bọn chúng về sau. Ấn phát của Lâm Động thay đổi, phần thiên môn lập tức uỳnh uỳnh xoay chuyển, vô số hồng quang bắn ra từ đó, cuối cùng đan xen với nhau trên không trung, biến thành một cái trận pháp khổng lồ vô cùng phức tạp. Trận pháp thành hình nhanh chóng biến to,
bao trùm bọn Hoắc Nguyên. Bát cực phần thiên môn trừ ma. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn ba kẻ trong trận pháp hồ. Lâm Động biết bọn chúng lợi hại, nếu so đấu với ba kẻ đó chắc chắn không ít rắc rối. Vì thế không chút do dự, vừa ra tay dùng sức mạnh lớn nhất của phần thiên địch. Hồi đó nhờ vào phần thiên địch mà hắn đánh trọng thương Tà Cốt lão nhân và Ma Hạt lão quái. Giờ thực lực đạt tới sinh nguyên cảnh viêm mãn, cộng với tinh thần lực tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong tương trợ, dùng thêm phần thiên môn, uy lực khiến cho người ta cũng phải chép miệng. Trận pháp lúc này rung chuyển không ngừng, năng lượng đó nhanh chóng tụ thành cái ngọn núi lửa khổng lồ, tỏa ra từng đợt năng lượng cuồng bạo. Ba người bọn Hoắc Nguyên nhìn ngọn núi lửa đó, sắc mặt có chút thay đổi, chắc đã nhận ra sự lợi hại của Lâm Động. Cả ba ra tay thế công mạnh mẽ đánh lên, nhưng hồng quang không thể nào xung chuyển cũng không bị hủy. Chấn áp! Lâm Động đột nhiên hét lên, ngọn núi khổng lồ ngừng tụ thành hình, điên cuồng lao xuống. Ầm ầm, núi lửa lao xuống, không khí gần như nổ tung, thậm chí mặt đất phía dưới cũng là sụp đổ, thành thế rất kinh người. Ba người bọn Hoắc Nguyên nhìn ngọn núi lửa đang ngày một tới gần, rồi nguyên lực cả ba tụ lại biến thành quang trụ khổng lồ đâm sâu vào ngọn núi lửa. Bình! Thanh âm kinh thiên động địa vang lên, ngay cả không gian cũng như là rung chuyển dữ dội. Có điều chỉ trong mấy giây, quang trụ nhanh chóng nát vụn, còn ngọn núi lửa thì đem theo uy lực đáng sợ đánh tan quang trụ. Cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của hắn rơi xuống mặt đất rung chuyển dữ dội, ngọn núi lửa chấn áp trên mặt đất giống như cự long cuộn tròn, nham thạch đỏ rực cùng với năng lượng cuồng bạo tràn ra. Phục lôi động khẽ thở một hơi, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm về ngọn núi lửa chấn áp ba người bọn Hoắc Nguyên. Nếu là trước đây thì hắn đã tiêu hao cạn kiệt nguyên lực, nhưng lúc này trong mắt hắn vẫn còn tinh quang. Thực lực Lâm Động hiện nay so với lần dùng bát cực phần thiên môn rõ ràng mạnh hơn. Với lực lượng nguyên lực hiện nay, hắn đủ để dùng khi tới phần thiên môn gặp rắc rối. Chắc không chỉ có thủ đoạn thế này chứ. Lâm Động nhìn đại địa dần yên lặng, ánh mắt lạnh lay động một cái. Nếu ba người bọn Hoắc Nguyên chỉ là cường giả từ huyên cảnh tiêu thanh, một chiêu này đủ để chấn áp. Đáng tiếc, ngay cả Lâm Động cũng thấy sự e rẻ quỷ dị của ba bọn chúng, vì trong chúng có dị ma tiềm phục. Khi ấy ngọn núi lửa xung chuyển, rồi dưới ngọn núi lửa lan ra thứ hắc khí vũ bão. Phụt phụt, khi hắc khí và ngọn lửa gặp nhau thì ngọn lửa bắt đầu tan chảy, chậm chậm tỏa ra sức mạnh tàn ác. Thứ tiềm phục trong cơ thể người cuối cùng cũng hiện. Lâm Động lạnh lùng nhìn ngọn núi lửa đang nhanh chóng bị xâm thực, bàn tay hắn khẽ siết chặt. Trong mắt hắn hiện ra hắc quang và lôi quang, xem ra muốn triệt để tiêu diệt dị ma phải nhờ thấy sức mạnh của hai đại tổ phụ rồi. Chương 990 lưỡng đại tổ phụ. Hắc khí tả cuồn cuộn từ trong đáy ngọn núi lửa, còn ngọn núi lửa ngừng tụ từ 8 cái phần thiên môn bị hắc khí xâm thực tiêu tan với tốc độ kinh người. Vùn vút, cảnh tượng đó kéo dài vài phút đột nhiên ba đạo hắc quang bắn ra từ ngọn núi lửa, xuyên thủng ngọn núi. Ba thân ảnh hiện ra, Lâm Động sắc mặt ngưng trọng nhìn ba thân ảnh trong hắc quang. Nhìn hình thể chính là ba người Hoắc Nguyên, chỉ là chúng so với trước đây có cái gì đó không giống. Mắt chúng sâu vào không ít, hắc khí tà ác bao phủ quanh hốc mắt, trên mặt chúng phủ đầy những hoa văn màu đen giống như mạng nhện, nhìn từ xa vô cùng quỷ dị và hiểm ác. Khi thân thể có chút thay đổi, ký tức của chúng hiện nhiên tà ác mạnh hơn rất nhiều. Hà hà, Lâm Động, ngươi có thể ép bọn ta tới mức dùng ma trục đúng là có bản lãnh. Hoắc Nguyên mặt đầy quỷ dị, khóe miệng cong lên nhìn Lâm Động nói. Lâm Động lạnh lùng nhìn chúng, tuy không biết ma trục mà Hoắc Nguyên nói là gì, nhưng hắn cũng thầm cảnh giác, hắn cảm nhận được mùi vị nguy hiểm từ bọn chúng. Ui, Lâm Động giơ tay đột nhiên nắm lại, phần thiên môn bên không trung chậm chậm xoay tròn không ngừng tỏa ra năng lượng nóng bỏng đến cuồng bạo. Xoẹt, 8 cái phần thiên môn bỗng rung dữ dội, rồi ánh hồng quang bùng lộ, cả 8 nhanh như chớp bay thẳng về phía ba người Hoắc Nguyên. Chúng nhìn công kích của Lâm Động với ánh mắt chế giễu, chúng cong ngón tay búng ra ba đạo hắc quang biến thành một cái tấm lưới màu đen trên không trung. Phụt phụt, phần thiên môn và tấm lưới đâm sầm vào nhau, khói trắng bốc lên. Ngọn lửa nhìn có vẻ cuồng bạo lại không thể đột phá tấm lưới. Ba bọn ta dùng tới bí mật lớn nhất, ngươi tưởng rằng mình có đường sống sao?
Lê Lôi nhìn Lâm Động cười nham hiểm. Hắn bước chân ra để lại vài đạo tan ảnh. Các bản thể hắn xuyên qua ánh sáng đỏ rực, xuất hiện trước mắt Lâm Động tung trào. Lúc này Lâm Động nhận ra bàn tay Lê Lôi phình to ra, năm ngón tay tựa như là lưỡi đào sắc nhọn, đầu ngón tay bao phủ lấy đầy hắc quang, nhìn có cảm giác như không gian cũng bị rạch nát. Lâm Động nhìn thấy công quỷ bị ấy, nắm đấm siết chặt. Lôi đế quyền trượng vung lên đập thẳng vào trượng phong của Lê Lôi. Lôi đình cùng quyền đế trượng không ngừng chống lại hắc khí từ trường của Lê Lôi. Ui, năng lượng khổng lồ từ thân cây quyền trượng khiến cho Lâm Động nhào mắt lại. Thân cây trượng rung lên, biến thành vô số tàn ảnh oanh kích những điểm trọng yếu trên người Lê Lôi. Thế nhưng hắn không hề tránh né. Đôi tay tựa như là đao sắc chém thẳng lên Lôi đế quyền trượng, ánh lửa tung tóe. Năng lượng cuồng bạo khiến cho không gian trở nên biến dạng. Sau khi dùng tới ma chủng, thực lực Lê Lôi vượt xa cường giả tử huyền cảnh bình thường, thậm chí tạm chạm tới mức tử huyền cảnh đại thanh. Như vậy thì Lâm Động không thể ung dung như trước được nữa. Vùn vút. Hơn nữa khi Lâm Động bị Lê Lôi cầm chân, hai người Hoắc Nguyên phá vỡ được trận pháp thủ trên mình, xuất hiện bên cạnh hai người, ánh mắt đầy nham hiểm. Lâm Động, bọn ta hiện giờ chỉ có một người là cực hạn của ngươi cả. Nếu hai người bọn ta tham gia, người còn có thể sống. Hoắc Nguyên nhíu mắt nhìn Lâm Động đang khổ chiến với Lê Lôi. Cút. Ánh mắt Lâm Động tối lại, đột nhiên bước ra 30 đạo hoa văn thanh long hiện ra, lôi quang lấp lánh trên Lôi đế quyền trượng. Cả 30 đạo hoa văn cuốn lấy quyền trượng, đem theo âm thanh đình tái nhức óc oanh kích hai cánh tay đầy hắc khí của Lê Lôi. Rầm. Một cái đường gợn sóng năng lượng có thể nhìn thấu bằng mắt thường lan tỏa bốn phía, thân hình Lê Lôi bay ngược ra sau, hai cánh tay có phần máu nhỏ xuống. Lâm Động một quyền đánh lui Lê Lôi, chưa kịp nhân đả truy kích, phía sau đã có tiếng gió rít. Hai đạo kình phong mạnh mẽ đánh thẳng tới là hai người bọn Hoắc Quyền ra tay. Cảm nhận thế công đó, Lâm Động nhào mắt, vùng đôi đế quyền trượng ra, một đạo trượng ảnh hình rộng bay ra, lao thẳng phía hai đạo kình phong. Lôi quang bùng lổ, Lâm Động dựa vào đó lùi ra sau. Trong lôi quang, hai người Hoắc Nguyên bay vút xa nhìn Lâm Động chế giễu. Đừng chống cự, dị ma khí không phải là nguyên lực bình thường có thể kháng cự. Công kích của người căn bản không thể phá được dị ma khí trong bọn ta. Người đã biết sự tồn tại của ma khí chắc cũng biết, muốn triệt hoàn toàn thì cần tới tổ phù và những thần vật khác, mà phần thiên đỉnh và Lôi đế quyền trượng của người hình như không đạt tới mức đó. Lâm Động cười kỳ quái. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba người Hoắc Nguyên gật gù, khóe miệng rượu nhưng nhớ lên. Đúng, ta thực lực bản thân yếu hơn các ngươi, muốn tiêu diệt các ngươi cần sức mạnh của thần vật. Lê Lôi khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Động thích thú, đầu hàng đi, như thế chết dễ chịu hơn. Các ngươi có biết tại sao Ma Lan lại cho ta vào Lôi giới không? Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt rực như sâu thẳm hơn. Ba người Hoắc Nguyên chua mày, không biết vì sao lại là cảm thấy bất an. Đó là bởi vì ta có tổ phù. Câu nói nhẹ nhàng của Lâm Động thốt ra, sắc mặt ba người Hoắc Nguyên kịch biến. Lúc ấy, hoắc quang bỗng bùng phát trên đỉnh đầu Lâm Động, biến thành hắc động khổng lồ phía trên bầu trời. Sâu bên trong hắc động ẩn hiện một đạo phù văn cổ xưa, đó là thôn vệ tổ phù. Ba người Hoắc Nguyên thấy hắc động cuối cùng, sắc mặt hiện lên kinh hãi, thậm chí tiếng nói chói hơn nhiều. Chúng ỷ mình có ma chủng hộ thể, cường giả bình thường căn bản không giết được chúng, cho nên mới ngông nghênh. Nhưng chúng lại biết tới bát đại tổ phù đủ sức hủy diệt chúng. Sao có thể? Thôn vệ tổ phù sao lại ở chỗ ngươi? Gương mặt Hoắc Nguyên kinh hãi, méo mó, cuối cùng hắn kìm không được gầm lên. Ta không chỉ có thôn vệ tổ phù. Lâm Động cúi đầu nhìn ba người bọn Hoắc Nguyên, lụ cười lạnh sống lưng, siết chặt lắm đấm. Lôi quang lấp lánh trong lòng bàn tay. Uỳnh uỳnh, cả trời đất tối sầm. Lôi vân hiện ra trên bầu trời đầy quỷ dị, tỏa ra luồng áp lực đáng sợ. Lôi quang trong tay Lâm Động càng ngày càng chói lòa. Cuối cùng thì một cái quầng lôi quang hiện ra, bên trong là một đạo lôi đỉnh cổ xưa. Thứ năng lượng đó sống hệt với thôn vệ tổ phù. Lôi đỉnh tổ phù. Khi nhìn thấy quầng sáng sấm sét trong tay Lâm Động, vẻ mặt ba người bọn Hoắc Huyền đều trở nên vô cùng sợ hãi.